cây hai anh em. Tiếp em thứ hai nữa, 4508 DI về trong Phú An Giang nha anh em. Lên đi rồi đem xuống, đem xuống đi. 4508 máy giày sới về trong Phú An Giang. Chuẩn bị lên xe về Tân Phước, Tiền Giang. Nay em tổng cộng được 3 chiếc nha anh em. Xe cho xe qua cái đi. Hai con này em đang chuẩn bị lên xe, con này 4508 DI máy dàn sới về Châu Phú, An Giang. Máy gặt này về Tân Phước, Tiền Giang nha anh em, chuẩn bị lên xe nữa. Máy cắt còn nha anh, còn đợi 26. Anh nằm kiếm alo, anh nào kiếm alo em nha. 4,5 này cũng còn ok lắm nha anh em. Bốn năm rưỡi bét kim đi. Này hàng Thái Cam nha, đổi vỏ hông nhỏ cho khách. Bốn vỏ 4 mâm gin, vỏ sau đó là vỏ Việt Nam nha anh em. Vỏ gin là vỏ hông lớn. Dạ anh em cần mua máy gặt cứ liên hệ số điện thoại Zalo cho em nha, 0333331689 nha em, hoặc là 0365745782 nha. Kết bạn đi em gọi trực tiếp cho coi nha. Con này về An Giang nha anh em, Châu Phú. Dình Tre, Châu Phú, An Giang. Con này thì máy dàn sới cũng là nằm khoảng trăm mấy, gần 200 nha anh em. Máy gặt em cũng đang soạn đồ chuẩn bị lên xe về Tân Phước, Tiền Giang, không có bảo dưỡng gì hết. Máy Thái đời 2016, nhân ma 514 em hết rồi, em còn 494. Anh em nào cần máy cài máy gặt alo em nha, 4,5 em còn nhiều lắm, từ 160-200 là có hàng hết á. Anh em nào cần gọi em nha, máy Thái máy Việt đầy đủ hết. Con này hàng Thái Cam nha anh em, chất kim. Rồi anh em nào cần hàng gì alo cho em nha. Rồi chào anh em nha, chúc anh em cuối tuần vui vẻ nha.